Đây là cuốn từ điển chính tả tiếng Việt được xuất bản năm 2017. Phần giới thiệu có ghi, chính tả là chuẩn mực hóa ngôn ngữ về mặt văn tự. Thế nhưng có một độc giả tên là Hoàng Tuấn Công, sau khi đọc rất kỹ cuốn từ điển đã tìm ra 43 hạt sạn. Trong danh mục từ sử, cuốn từ điển ghi xét xử, mà theo ông Hoàng Tuấn Công lẽ ra phải là xét xử. Trong danh mục từ xẻ, có ghi xẻ cơm, nhường áo, mà theo ông Công lẽ ra phải là xẻ cơm, nhường áo. Trong từ chỉnh, cuốn từ điển có ghi chỉnh chu, mà tác giả Hoàng Tuấn Công cho rằng phải là chỉnh chu. Đó chỉ là một trong số những ví dụ mà tác giả Hoàng Tuấn Công tìm thấy trong cuốn từ điển này. Nhóm tác giả thì công phu đấy, nhưng mà cái phương pháp biên soạn đang còn thiếu khoa học. Thứ hai về từ ngữ thiếu tra cứu, xảy ra những các cái lỗi rất là đáng tiếc. Ngay sau khi nhận được thông tin về những lỗi chính tả, Phó giáo sư tiến sĩ Hà Quang Năng đã rà soát và có những giải thích cho cuốn từ điển của mình. Cũng phải thừa nhận rằng là nó có những cái lỗi, chứ không phải không có. Nhá. Lỗi có thể có hai lý do. Lý do thứ nhất là do là theo chủ quan của người biên soạn. Cái thứ hai là có thể lỗi trong quá trình chế bản. Tuy nhiên ông Năng cho rằng 43 lỗi mà tác giả Hoàng Tuấn Công chỉ ra thì cũng có những từ vẫn là đúng. Đọc vào cái mục từ là xét xử, xét là xc, xử là fc, thì không ai nghĩ rằng là đây là một từ đúng. Và nghĩ rằng cái người biên soạn là quá ngu, quá dốt. Trong mục từ của từ điển, phần fc thì chúng tôi ghi là xét xử và được hiểu là xem xét lại lịch sử. Đấy, thế nên nếu mà biên soạn từ điển chính tả và chỉ dẫn một cách mù mờ như thế, thì bạn đọc biết đâu mà lần. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, nơi xuất bản cuốn từ điển cũng từ chối trả lời khi được hỏi họ có ý kiến như thế nào về cuốn từ điển này. Vậy ai có thể trả lời phân minh cho những thắc mắc và lời giải thích chưa có hồi kết của ngôn ngữ?